Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Chương trình Thế giới nhìn từ Vatican xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này và đây là bản tường trình đặc biệt của chúng tôi. Mới nhất về vụ thảm sát ở Thái Lan. Kính thưa quý vị và anh chị em, trong một cuộc họp báo diễn ra vào lúc 11 giờ 30 giờ địa phương ngày Chủ nhật mùng 9 tháng 2, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho biết hung thủ trong vụ nổ súng tại quận Korat của thành phố Nakhon Ratchasima đã bị bắn chết vào khoảng 9 giờ sáng Chủ nhật trong một cuộc giao tranh với các đơn vị quân đội và cảnh sát Thái. Tổng cộng có 27 người đã thiệt mạng, bao gồm cả hung thủ và 57 người khác bị thương. Trong số những người bị thương, có những người bị thương rất nặng và đang phải chiến đấu với tử thần. Thủ tướng Prayut đã ra lệnh cho tất cả các cơ quan liên quan hỗ trợ các nạn nhân và gia đình phải chịu những gì ông gọi là một vụ bạo lực chưa từng thấy tại quốc gia này. Tôi phải thừa nhận rằng, loại tình huống này chưa từng xảy ra ở Thái Lan trước đây, ông Prayut nói tại Korat, và chúng ta phải làm hết sức để nó đừng xảy ra lần nữa. Thủ tướng cho biết cuộc điều tra về vụ việc đang diễn ra và cảm ơn các thành viên của cộng đồng đã hiến máu cho các nạn nhân của vụ thảm sát này. Ông cũng bênh vực cho các đơn vị quân đội và cảnh sát Thái trước những lời chỉ trích cho rằng cuộc bao vây kéo dài quá lâu và nói rằng các nhân viên an ninh phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết khi tiến vào bên trong khu thương mại rộng lớn này. Tử vong mới nhất là một thành viên của một đội đặc công cảnh sát đã bị bắn chết vào khoảng 4 giờ sáng khi tham gia vào một cuộc đấu súng với hung thủ bên trong trung tâm thương mại Terminal 21. Anh thuộc biệt đội cảnh sát Hanuman tinh nhuệ của Thái được máy bay trực thăng đưa cấp tốc từ Bangkok trong một chuyến bay dài 40 phút. Các nguồn tin cảnh sát cho biết hung thủ là trung sĩ nhất Chakrapan Thoma, 32 tuổi, đã bị bắn chết vào khoảng 9 giờ sáng tại khu vực Footland của tầng hầm trung tâm mua sắm. Theo các viên chức, Chakrapan được phát hiện đang trốn trong siêu thị và bắn vào cảnh sát, buộc họ phải bắn trả lại. Công binh dò mìn đã được triển khai để tìm kiếm chất nổ do tay súng này mang đến. Do đó, siêu thị này buộc phải đóng cửa cho đến khi nhà chức trách hoàn thành xong công tác dò tìm các loại chất nổ. Động cơ của vụ thảm sát vẫn chưa rõ ràng, nhưng dường như viên sĩ quan chỉ huy của Chakrapan ở căn cứ của anh có tranh chấp với anh về các khoản tiền mượn của người lính này. Tờ Bangkok Post cho biết, trong cuộc cãi vã tại căn cứ quân sự Sue Tham Pithak ở Nakhon Ratchasima, người lính Thái Lan này đã bắn chết viên sĩ quan chỉ huy của mình. Anh ta cũng đã giết chết ít nhất hai người khác tại căn cứ này, trong đó có một phụ nữ 63 tuổi và một người lính thứ hai, trước khi lấy đi 3 hay 4 khẩu tiểu liên và 700 viên đạn và nhảy lên một chiếc hầm vì phóng đi. Chakrapan được tường thuật là một tay súng thiện xạ liên tiếp đoạt giải nhất trong các cuộc thi bắn của đơn vị. Hung thủ đã lái xe đến khu thương mại Terminal 21 của thành phố, lao vào các cửa hàng và xả súng bắn bừa bãi, làm ít nhất 20 người thiệt mạng và 31 người đã bị thương. Sau đó, y bắt giữ một số người làm con tin. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv@vietcatholic.net. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.